Kính thưa quý thầy cô, hôm nay chia sẻ quý thầy cô cách chúng ta nhập điểm vào trang web. Đầu tiên chúng ta đi đến trang web của trường. Sau đó quý thầy cô chọn đăng nhập. Quý thầy cô sử dụng cái tên đăng nhập và mật khẩu tương ứng chúng ta đánh vào đây, sau đó bấm nút đăng nhập. Khi đăng nhập thì trang web sẽ xuất hiện cái giao diện như thế này. Quý thầy cô nhấp chọn vào thẻ học sinh. Sau khi nhấp chọn vào thẻ học sinh thì xuất hiện 5 cái thẻ lớn thế này. Thì chúng ta chọn là học tập và rèn luyện. Khi chúng ta chọn thẻ học tập và rèn luyện thì trong đây có xuất hiện 3 cột. Thì cột đầu tiên, quý thầy cô chọn cái sổ điểm cá nhân. Sau khi nhấp chọn sổ điểm cá nhân, sau đó quý thầy cô chọn cái môn mà mình được phân công giảng dạy và cái lớp được phân công giảng dạy bằng nút lệnh phía trên đây. Ví dụ như chọn lớp khối lớp 9, lớp 9A2, môn vật lý. Chúng ta nhấp chọn đồng ý. Thì nó xuất hiện cái danh sách của lớp 9A2. Thì có hai cách để chúng ta nhập điểm vào bảng điểm. Đó là nhập điểm trực tiếp. Đây là cách chúng ta nhập điểm trực tiếp trên cái trang web. Thì để nhập điểm thì quý thầy cô nhấp vào cái thẻ là nhập điểm. Quý thầy cô chỉ có thể chọn nhập điểm theo hàng ngang hoặc theo hàng dọc. Thông thường thì chúng ta nên chọn nhập theo hàng dọc. Sau đó chúng ta nhấp vào cái ô tương ứng thì sẽ sổ xuống những cái ô vuông màu đỏ là cái cột mà chúng ta cần nhập điểm. Ví dụ chúng ta nhập vào 70, 80, 90. Riêng đặc biệt đối với điểm 10 chúng ta nhập cái chữ M thì nó là số 10. Cái việc nhập điểm số 10 này có thể chúng ta cài đặt tùy chọn. Chúng ta có thể sử dụng các ký hiệu đặc biệt để chúng ta thay thế. Nếu chúng ta thích những ký hiệu nào thì dễ hơn thì chúng ta có quyền thay thế cái phím tắt nhập nhanh như thế này. Thì đây là cách để chúng ta nhập điểm trực tiếp. Sau khi quý thầy cô nhập điểm như thế này xong, quý thầy cô vào cái thẻ cất. Nếu chúng ta không vào thẻ cất này thì nó sẽ không lưu lại. Phần mềm báo cất thành công. Tuy nhiên nhập điểm nó vẫn còn màu đỏ như thế này là chứng tỏ là cái phần mềm nó vẫn chưa có ghi nhận trên cái phần mềm mà chúng ta vẫn có thể chỉnh sửa được. Để mà nhập điểm mà đúng, chúng ta kiểm tra lại và làm sao nếu mà cảm thấy đúng hoàn toàn thì chúng ta chỉ cần bấm vào nút ghi sổ. Có nghĩa là nếu chúng ta bấm vào nút ghi sổ thì cái trang web nó hiểu là chúng ta đã nhập điểm hoàn chỉnh. Còn nếu chúng ta không ghi sổ thì các con điểm này chưa có được trực tiếp tham gia vào cái phần tính điểm cho môn học. Như vậy chúng ta cần thêm một thao tác nữa, đó là ghi sổ. Sau khi bấm nút ghi sổ thì ta thấy các con điểm không còn màu đỏ nữa, tức là cái phần mềm đã nhận được các cái giá trị con điểm và sẽ được tính tham gia vào điểm trung bình cho môn học. Đây là cách tiện nhập điểm trực tiếp. Cách thứ hai là quý thầy cô vào cái thẻ học tập và rèn luyện. Chúng ta có thể là
nhập điểm trên máy, xong chúng ta sẽ đẩy nguyên cái bảng điểm đó ngược trên trang web. Tức là có thể xem như là một cách nhập điểm offline, còn đây là cách nhập điểm online. Như vậy để nhập điểm theo cách thứ hai này, quý thầy cô chọn ở cột thứ ba là tiện ích nhập khẩu bảng điểm. Sau khi nhấp chọn nút nhập khẩu bảng điểm thì giao diện xuất hiện như thế này. Thì ví dụ trong trường hợp này chọn lớp 9A2 môn là môn vật lý, chọn cái việc nhập điểm là học kỳ 1 và học kỳ 2. Tùy theo chúng ta muốn đang ở học kỳ 1 hay học kỳ 2. Ở đây chúng cho chúng ta tải các cái file mẫu để nhập điểm. Ví dụ quý thầy cô sử dụng Excel từ năm 1997 đến 2003 thì chúng ta nhấp vào đây. Còn nếu mà sử dụng Excel 2007 trở lên, chúng ta sẽ nhấp vào đây để chúng ta tải file mẫu về. Sau đó chúng ta tìm đến cái nơi cần lưu cái bảng điểm này, ta save. Ví dụ trong trường hợp này thì lưu bảng điểm ở ổ D. Đây là cái file điểm mình có sẵn. Nếu quý cô có nhập điểm sẵn thì chúng ta chỉ cần copy cái file điểm này qua cái file điểm mẫu là xong. Sau đó chúng ta mở cái file điểm mẫu lên. Ta chọn lớp 9A2. Ví dụ mình đã có cái file điểm mẫu như thế này, thì chúng ta chỉ cần copy các con điểm từ bên cái phần file điểm mà chúng ta đã lưu. Chúng ta copy và chúng ta dán các cái con điểm vào bên đây, vào bảng điểm file điểm mẫu. Sau đó quý thầy cô chỉ cần save lại và đóng Excel lại. Như là các cái thao tác này chúng ta có thể thực hiện offline không cần có mạng. Nhưng mà khi có mạng thì chúng ta muốn đẩy nguyên cái bảng điểm này ngược trở lên thì chúng ta vào cái thẻ này là chọn file. Chúng ta chọn cái bảng điểm mà chúng ta vừa nhập vào, chọn Open. Ở đây nó sẽ hiện lên tất cả các lớp, nhưng mà mình chỉ cập nhật cái con điểm của lớp 9A2. Do đó thì quý cô chỉ cần chọn cái lớp 9A2 là xong. Các lớp khác không có liên quan thì mình không cần phải chọn. Sau khi chọn xong lớp 9A2, chúng ta chọn nút lệnh tiếp theo. Thì trang web nó sẽ xử lý và nó thông báo là số bản ghi hợp lệ là 32, số bản ghi không hợp lệ là 0. Như vậy có nghĩa là nó đã đẩy được lên, nó hợp lệ rồi, thì chúng ta tiếp tục thực hiện cái lệnh tiếp theo. Ở đây sẽ hỏi quý thầy cô là thay thế toàn bộ bằng bảng điểm trên điểm nhập khẩu. Tức là nếu mà chọn nút lệnh này thì nó sẽ thay thế những con điểm cũ ở trên đó mà chúng ta nhập trực tuyến. Đó. Còn cái nút lệnh thứ hai là chỉ ghi đè những điểm có trên tiệm nhập khẩu. Thì cái này thì nếu mà chúng ta muốn ghi đè lên các con điểm mà có trên đã ghi rồi thì nó chọn này. Còn bỏ qua thì thôi. Như vậy thông thường thì chúng ta, nếu chúng ta ghi đè hết thì ta chọn nút lệnh đầu tiên, sau đó chọn đồng ý. Hệ thống hỏi là bạn bào có muốn không thì chúng ta cũng đồng ý. Ví dụ đây là cái demo quý thầy cô xem. Như vậy thì chúng ta sau khi xong thì chúng ta tìm là kết thúc.
Thì đây chính là cách nhập điểm thứ hai, offline. Sau đó chúng ta vào kiểm tra lại. Đây, bảng điểm của chúng ta đã được đưa lên, nhưng tuy nhiên vẫn còn màu đỏ. Vì để cho cái phần mềm xác nhận nó được chính thức thì chúng ta bấm vào nút ghi sổ. Như vậy chúng ta đã nhập điểm thành công. Nhập điểm bằng cách này thì chúng ta không cần phải sử dụng mạng internet trong quá trình chúng ta nhập điểm tại nhà. Khi nào có mạng thì chúng ta có thể up lên một lúc như thế thì rất là nhanh. Chúng ta chủ động được rất là nhiều yếu tố thuận lợi khi chúng ta làm điểm tại nhà. Thì đó là cái phần mà hướng dẫn của thầy cô nhập điểm bằng hai cách. Cách thứ nhất là nhập trực tiếp trên trang web, cách thứ hai là chúng ta nhập trên máy, sau đó chúng ta đưa cái bảng điểm, toàn bộ bảng điểm lên cái trang web. Xin trân trọng kính chào quý thầy cô.